Thế giờ tắt máy cho anh Lộc này. Có anh báo em là sạc pin là đèn không báo gì nhá. Thì em kiểm tra là cái con IC sạc trong mạch pin của anh bị lỗi nhá. Em đã thay con anh có mới rồi. Máy em đã kết nối rồi. Trên về đây. Cam lên xuống này. Tại điểm GPS 17 nhá. Em sẽ cho nó quay cho anh. Thì khi mới thay con IC sạc ấy thì anh sạc xả vài lần giúp em để dung lượng pin nó được đúng chuẩn nhất nhá. Lúc đầu nó hơi báo hơi sai một chút. Đây. Chức năng tiến lùi trái phải này. Bên kia đóng ổn. Được. Cam chuyển về là không rung lắc gì nhá. Xuống này. Máy anh giữ vị trí ổn định này. Rồi. Máy của anh ok rồi đó. Để cho máy quay về.